gì này nọ chưa? Ê, gọi là gì, cổ phục bên này đẹp quá nha. Quên nhầm, vào vai lạ. Đẹp chưa, đẹp chưa? Trời ơi, hôm nay là Huy Dương làm cho tao đẹp, tao bật điều hòa từ nãy giờ đấy Huy Dương ạ. Vì Huy Dương nó bảo em là chị ơi, chị đánh lên mặt sớm quá, chị ngồi điều hòa giùm em nhé, chứ bình thường tao xong là tao đi ra ngoài đường tao chơi rồi, tao ra bún đậu tao ngồi tao livestream rồi, nhưng mà nó bảo là chị bật điều hòa giùm em đấy, nó đánh mặt cho mình xong mình bật cái điều hòa phớt lờ luôn. Mấy bà thấy tôi đẹp, mấy bà vào thả cái tim coi. Đó, pháp phục này. Ăn cái tội gì? Cổ phục này. Tối nay chưa có cái đầm, cái túi cói nào để đeo mấy bà. Mấy bà thấy đẹp, mấy bà vào thả tim, thả like, thả share cho tôi. Share cái livestream cho tôi để mấy cái con nó ghét tôi, nó còn biết là tôi đẹp. Đấy, hoa niên năm tháng tươi đẹp này. Đẹp ghê vậy đó. Ở chỗ này người ta là làm đồ rồi, các bà muốn thuê đồ để đi chụp hình nha, các bà lên đây. Tôi đứng ở đây này đó. Cái này là cái quần này là tôi hơi cao, các bà hiểu không? Hoa niên năm tháng tươi đẹp đấy mấy bà. Nói chung là tôi định mượn cái hoàng bào tôi mặc, nhưng mà vì bình thường hàng ngày tôi như con yêu tinh rồi, hôm nay tôi phải chuyển mình từ từ với những cái trang phục mang cái tính chất gọi là sang trọng và quý phái. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không làm rơi bộ tóc giả đâu mấy bà. Em ơi thề luôn này, tự dưng muốn cưới lại từ đầu mấy bà ơi. Đeo cái túi điệu ở trên cũng hợp na ná túi cói, là túi nào má, cái nào, làm gì có cái nào na ná túi cói. Nói cho mấy bà nghe, nguyên cái dàn túi như nhà tôi không có một cái túi nào để đi được với cái bộ đồ này, nguyên một cái dàn này nha, không có bất kỳ một cái túi nào để đi được. À được, cũng cứ ra gì ra phết, không bên trong bên cùng. Tao nói mày nghe này, có hợp không, mấy bà thấy cái này hợp không? Hiền Phi chào Thanh Nguyễn Quốc, được không mấy bà, có được không? Đẹp quá chị, nay chị dịu dàng à, trời, chào Lâm Vĩnh Thái, có được không mấy bà? U là trời, cái màu móng tay màu nâu mấy bà, u là trời. À mấy bà, hộ tôi cái nào. Nguyện một đời như đóa liên hoa ân cần bên đời, cầu cho nhân sinh kia chúng ta là A-di-đà. Ok, hợp đấy đúng không? Hoàng hậu dùng hơi mệt. Có được không nào? Nhiều khi các bà Tết các bà mua áo dài, các bà đi ngựa, à quên nhầm, các bà đi chùa, các bà đi lễ, các bà cầm cái túi này cho tôi. Thật sự nhiều khi tôi cũng không thể nào tin nổi rằng tôi có thể có sự tinh tế như thế. Lai làm sao cho đến giờ đi đón con với bà, không có buồn lắm. Duyệt công bông bông. Mấy bà thấy đẹp, mấy bà comment chữ đẹp. Cái này hay là da đà điểu, da bò dập vân da đà điểu nhé. Cái mã này nhà tôi hôm nay lại về tiếp. Hôm nay nó mới về tiếp. Nó chuẩn bị còn 3 tháng nữa là Tết rồi. Tôi nghe đến cái chữ Tết mà tôi muốn rết rớt cái nết tôi ra mấy bà. Tiền thì không thấy đâu, tình thì chưa thấy về, cuộc đời tôi là chỉ có mỗi bia và rượu là luôn bên mình. Nghĩ cho cùng nó cũng là một niềm đau. Lũy Trần, Lũy Trần, cưng có nghe được cái livestream này thì cưng tự mà biết điều biết vốn đi nha, chứ đừng để con này nó cáu lên. Lúc đấy lại bảo là vì sao nước sông Hồng nó đỏ gạch. Mặc vậy đi đón con không phụ huynh nào làm lại luôn chứ gì nữa. Hôm nay là bình thường là giúp việc xuống đón con,
Tôi nói với bà nghe, bình thường ấy, tôi mặc cái bộ đồ xà lón tôi đi đón con. Chắc nhiều người gặp tôi đi đưa đón con đi học, chắc bảo sao con Trang Khả ngoài này xấu thế nhỉ. Hôm nay tôi quyết định rồi, tôi lên cái outfit đón con như mấy bà. Tí nữa tôi đi vào đôi gúc mộc. Tôi loẹt quẹt xuống xe, tôi xách cái túi hơi mệt này. Tôi bước vào cổng trường của tiểu học. Hello con gái yêu, mẹ đón về nào. Thật là, ta nói thật là trông anh liệt nữ ấy mấy bà. Cái giọng điệu nó trông anh liệt nữ. Thế là các phụ huynh các nhìn mình. Sẽ có người nói rằng là sao đi đón con nó làm lố dữ vậy. Em sẽ lặng lẽ quay ra bảo rằng, dạ chị, hôm nay là ngày Halloween. Mỗi ngày chị đều gặp em ở diện mạo của một con quỷ, vừa xấu vừa ác ma. Hôm nay chị cho phép em một ngày làm người xinh đẹp và thục nữ, được không chị? Thế là tự dưng chị cảm thấy thương một cô gái hàng ngày rất xấu, không ai đẹp. Ok chưa? Đi đọc đi, phụ huynh bị đón này thì khỏi, đừng hỏi vì sao. Cái này màu nâu là rất là nhã nhặn này, cực kỳ đẹp. Màu nâu thì thường thường nó không bao giờ xấu. Đi đồ nào nó cũng đẹp. Thấy chưa? Đi đồ nào nó cũng đẹp. Eo ơi, ta nói, ta nhìn ta trong live stream mà ta cũng thấy ta hân hoan một niềm dịu dàng. Nếu như tay trên tay ôm một bó bông sen thì còn gì là một cô gái thần kinh rung rinh mỗi ngày. Hôm nay với giao diện này, tôi hoàn toàn có thể tự chấm mình 100 điểm không nhưng. Đúng không mấy bà? Ê, tôi nói mấy bà nghe nha, nãy giờ tôi nói xùi bọt mép. Các bà chỉ có thả ha ha thôi. Là các bà không đồng ý với cái giao diện này của tôi hay sao? Bớt thả tim thả cười ha ha đi. Sống trên đời này cần có một tấm lòng. Để làm gì các cưng biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Yêu thương nhau lên. Khen nhau một câu thì chết cái gì? Khen cho tôi sướng một câu, tôi thẩm du thì chết chết cái gì? Trời ơi, người ta hoàng hậu 1000 điểm không nhưng. Đúng rồi Huy Dương. Chị mặc cái áo màu đỏ, sao không đánh con mắt màu xanh? Này, chị mày hôm nay là mời em Huy Dương make up cho chị. Người ta là cái tone, là cái tone nâu hồng, trẻ trung xinh đẹp em ơi. Mày định làm tao thành con mắt xanh mỏ đỏ, cái con giật trồng mà. Với cái giao diện áo này mà mày đánh cái con mắt xanh lá, cái môi đỏ cờ, thì đó là giao diện của mấy con giật chồng nhé. Còn chị là cô gái liệt nữ đồng trinh, chị thủ tiết chờ chồng chị nha em. Cái ton này mà tôn thử thủ tiết chờ chồng mày vừa phải thôi, trời ơi là trời. Nay chị em giống cô dâu quá Vĩ Đường. Thank you. Mọi người dòm xem tôi đánh cái màu, tôi xách cái màu nào hợp. Cái này nó về có vài màu thôi nha, vài màu. Hôm nay tôi tự dưng tôi đẹp, tôi xinh, tôi dịu dàng, tôi không nói bậy nha. Hôm nay tôi thách đứa nào vào comment để tôi chửi bậy được. Tôi thách. Mọi người nhìn xem, với chiếc áo đỏ tôi cầm màu nâu hay màu xanh? Cái này là size, này là size 23. Đáy ngang là 23, trên là 20. Các bà nhòm dùm xem, với cô gái này thì mặc cầm cái túi màu gì? Hay màu lông chuột? Ôi rồi ôi, nó là hơ mẹt thì cái màu nào nó cũng đẹp. Hơ mẹt thì màu nào nó cũng đẹp. Trời ơi, nhậu chị yêu ơi. Tối mai em ơi, tối hôm nay chị xinh đẹp, thủ tiết chờ chồng mày rủ đi nhậu là sao em? Ai lại mặc bộ đồ này ra ngoài đi nhậu? Trời ơi không được. Tối nay nếu như chị đánh đứa nào thì được, chị cầm cái túi này, chị chỉ mặt giết nó cho bà. Mày giết nó cho bà, cái con thành lăn chân cuốn, cái con giật chồng bà. Cái bài gì nhỉ? Cái gì giật áo chồng tao? Đâu phải bờ ao bờ rào tao cào áo chồng tao như nào ta? Cái bài chuyện cái gì đây? Cái cục câu thơ gì đây? Màu nâu chị ơi á, nhìn lại đi màu hồng này. Nhìn lại đi, chọn màu nào báo tôi. Cái này á, 1550 mấy bà. Bình thường cái này là 1750. Tôi giảm mấy bà còn 1.550. Nhòm lại dùng tôi. Đeo màu nào? Để tối tôi cho cái điện thoại với cái cục sạc vào đây. Nào nhòm đi, 1.550. Ừ, vẫn là màu nâu. Màu xanh cũng đẹp. Màu nâu quá đẹp nhưng mà màu xanh là phá cách đấy bà.
Tấm cám à? Ừ. Bài thơ như nào tôi đọc không đúng bỏ qua cho tôi nha. Bống bống bang bang. Bống bống bang bang. Bống bống bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Bống bống bang bang. Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch. Phơi áo chồng tao thì phơi hàng rào. À quên nhầm. Đọc lại. Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch. Phơi áo chồng tao thì lau phơi xào. Chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Thế là con đấy nó trả lời. Giờ này ai còn phơi xào má, người ta giặt máy giặt ủi luôn rồi má ơi. Thế mà nhục. Bữa đừng nói chuyện ở chị có muốn đâu mà quên rủ chị đi nhậu. Thế là không được rồi em. Chưa được. Như thế là người khách chưa có tâm với chủ quán. Thừa biết chủ quán nghiện rượu nghiện bia mà lại không rủ chủ quán đi nhậu. Nhưng mà tối nay thì không được rồi em ơi. Với giao diện của người vợ cuối cùng này thì chị sẽ về nhà. Chị hòn vòng phú em chờ chồng. Ơ hòn vòng phú em chờ chồng. Nói chung vẫn thấy màu nâu đẹp nhỉ. Bây giờ với cái ngôn ngữ của bây giờ ấy thì không đọc như ngày xưa nữa. Ê con kia, giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch. Ngon mà giặt không sạch, tao rạch mặt mày ra. Đúng không? Đúng chưa? Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch. Nếu giặt không sạch, tao rạch mặt mày ra. Ôi ta nói, tự dưng ta được thoạt những cái câu thoạt. Úi là trời. Nói chung là mấy cái này nó ra đà điểu. Ra đà điểu. Hôm nay buôn bán thì tầm này. Xinh là cứ khoe thôi chứ còn chả cần buôn bán. Các bà hiểu không? Đăng hình là các bà đã mê rồi. 1750 giảm còn 1550 nó ra đà điểu. Ra bò. Ra bò. Dập vân ra đà điểu. Cái Nguyên Trần cưới gì cưới to thế. Đó mấy bà. Mấy bà muốn cái màu nào? Nào mấy bà muốn cái màu nào? Mấy bà vào đây. Ok chưa? Đấy mời mấy bà. Nha. Ok chưa? Ok chưa? Màu nâu đẹp nhất mà tôi quên. Tôi bán túi mà tôi quên. Tôi không mở cái túi ra cho mấy bà dòm. Đây. Size này là size 23 nha. Không đẹp là không ăn tiền. Bên trong này mấy má. Đây, nó là da bò dập vân da đà điểu. Mời mấy bà. Bên trong nó chỉ có thế này thôi. Và cái này này nó có một cái dây nha, nó có một cái dây. Bà nào không cầm tay thì bà cầm thế này nha. Đây, các bà không cầm tay nha. Các bà đeo vai. Đây, tôi treo vào đây. Đây, tôi treo như là giò. Đó. Ok chưa? Cũng được chứ mấy bà. Trông nó cũng da gì bà này nọ nha. Ok chưa? Mấy má thấy đẹp chưa? Đã bảo rồi, túi nhà tôi không đẹp là không ăn tiền. Ok chưa? Đấy, rồi, xong. Có sang không mấy bà? Đeo ở đây thì không đẹp, không hợp. Nhưng mà với những cái váy khác mấy bà đeo. Đây má ơi. Đó, cái dây gôn nha mấy bà. Dây gôn nha. Trời thần. Rồi mấy bà lấy cái nào chụp lại dùng tôi nha. Đó. Tôi treo vào đây. Hôm nay tôi cần gì bán buôn. Tôi ngồi tôi luyên thuyên với mấy bà cho qua ngày đoạn tháng. Ha.